Hello, hello mấy bạn. Hôm nay mình nấu bánh canh tép nước cốt dừa kiểu miền Tây nha. Đó, trước tiên là băm gốc hành cho sấy cho thơm, ta bỏ thịt vô sấy nha. Cho nó săn lại rồi chúng ta bỏ tép vô luôn. Đó, rồi chúng ta chuẩn bị nêm nếm theo từng khẩu vị của từng gia đình nha. Nhà mình thì mình nêm chút xíu hạt nêm, chút xíu bột ngọt ngọt, chút xíu đường, rồi muối cho dừa ăn nha. Rồi nước cốt dừa ta dắt nước cốt loãng ta đổ vô. Còn cái nút cốt kẹo ta bỏ vô sau nha. Tắt lửa ta bỏ vô sau. Đó, cái này nút cốt loãng bỏ vô nè. Mình nằm sấp luôn nha mấy bạn. Chờ mình. Rồi, mình nấu xong rồi mấy bạn. Nấu xong tắt lửa mới bỏ nước cốt vô nha. Đó. Tươi không? Chưa cặn lại. Hành ngò cho vô luôn. Đây, làm chén mắm này là mẹ ăn bánh canh tép miền Tây nha. Quậy cho các bạn coi cái. Đó, dừa. Wow, xuất sắc. Rồi mình chuẩn bị lát cho nguội nguội mình mới ăn được. Này nó cũng ăn ngon nha các bạn. Đó. Xin mời các bạn ăn bánh canh tép chuôn. Chính rồi, bây giờ mình mời mấy bạn ăn chung với mình nha. Này phải chan nước mắm vô. Đó, nè. Chắc ngon lắm đây. Béo. Ngon, cho miếng tiêu đi hắn ơi. Rồi, chút xíu nữa đây. Đây, mời các bạn dùng nha. Ôi, ngon quá. Béo tê béo. Ăn canh ngủ nè, đó, có tép nè. Để nước mắm cho nó thơm. Bạn nấu chín rồi, tắt lửa mới bỏ nước cốt dừa sao nhanh mấy bé. Các bạn nấu nước cốt dừa là mất chất béo nè. Nước cốt nhất nha. Miếng ớt ca ca vô nó ngon nè. Ở cần về được mấy bạn. Mới. Bánh canh phải dai vậy nè ngon. Vẫn cần này ngon. Quá ngon. Ở Sài Gòn ở đây bán này lắm chứ không có người bán luôn mới làm. Nó gió quá. Gió về khắp Tết như thế này. Ở đây chuẩn bị Tết, Tết đồng gì chưa? Đường Tết là mấy công ty nó sẽ sa thải nhân viên quá trời đúng không bạn? Thấy tội nhân công quá ha. Nó sợ thưởng cái gì á. Bây giờ một cái đơn hàng không có nó sa thải với công nhân nhiều lắm. Với ba vụ mà bất động sản á đang bị điều tra cho nên kinh tế mình giờ xuống, chợ mới vắng tanh vắng teo, buôn bán thấy bây giờ đây ta khó khăn khổ cực lắm nha mấy bạn. Bữa nay đỡ rồi. Cái này nấu vậy là vừa không? Vừa luôn ha. Trời tôi nấu mà. Sáng ra chợ mình bày mình nấu món này là hai ba người chỉ mình. Mình trả lời sao tôi biết nấu mà chị. Ăn cơm trưa nha, bữa nay mình ăn cơm trưa bằng bánh canh á. Ngon quá hơn là tầm bánh canh nhưng mà ngon. Các bạn mà không thích ăn nước cốt dừa thì nó nấu bình thường.
Để ăn bánh canh này phải có nước cốt dừa. Thôi nhiều người tán chửi bánh cốt dừa đâu. Bữa nay mình thế bánh canh bằng cơm nha mấy bạn. Nay bé nó không có học mà quên rủ bé vô ăn nào. Mà món nào ăn bé chắc không thích đâu nên mình không có rủ nha mấy bạn. Nhớ coi clip nha mấy bé. Clip nào mà không có nó không coi đâu mấy bạn, nó xó. Mà múc cho hàng miếng. Hết đâu rồi. Clip ở bánh canh gạo miền Tây nói chung với tép đến đây xin kết thúc. Các bạn thấy clip mình hay vui vẻ đăng ký kênh cho mình để mình có động lực làm clip tiếp theo cho bạn xem nha. Bye, xin bye. Chào.